Vì thế mấy hôm nay có đồng tu đến thăm tôi Có người ở trong nước Có người ở nước ngoài Họ muốn xây dựng một ngôi viện dưỡng lão Phát tâm chăm sóc người già Đây là việc tốt Viện dưỡng lão phải tổ chức như thế nào? Chúng ta phải học Bồ Tát Pháp Tạng Bồ Tát Pháp Tạng muốn xây dựng một thế giới cực lạc Cách kiến tạo như thế nào? Đi tham quan mỗi một quốc độ chư Phật Những thứ tốt của mỗi quốc độ chúng ta đều cần Những thứ không tốt chúng ta đều không cần Vậy là xây dựng thế giới cực lạc mô phạm Cho nên tôi khuyên họ Tôi nói quý vị thật sự xây dựng viện dưỡng lão Quý vị tổ chức một đoàn thể Những cán bộ chủ chốt của quý vị hợp thành một đoàn thể nhỏ về ra nước ngoài để tham quan xem nhiều một chút xem người ta làm như thế nào những điểm tốt của họ quý vị nên chọn lấy những điểm không tốt quý vị đều phải sửa đổi thì phiền dưỡng lão của quý vị sẽ hơn hẳn người khác những thứ này không thể nói chỉ ở nhà mà tưởng tượng ra điều này sẽ không nghĩ ra được nhất định phải đi để trải nghiệm phải nhìn nhiều khảo sát nhiều hấp thụ kinh nghiệm của người khác điều tốt thì mình tiếp nhận điều không tốt thì sửa đổi nước ngoài có rất nhiều sự nghiệp phúc lợi cho người già làm rất tốt nhưng nó có một lỗ hỏng rất lớn Chính là không có sinh hoạt về tinh thần Điều này làm sao mà bù đắp Đây chính là trong viện dưỡng lão Tất cả những nhân viên phục vụ phụ Đều phải tiếp thu lời giáo huấn của Thánh Hiền Cuộc sống tinh thần của người già sẽ phong phú hơn quan trọng nhất là phải có một lý niệm sự nghiệp phúc lợi cho người già chính là sự nghiệp thánh hiền vĩ đại nhất của đời tôi điều này không phải là sự nghiệp bình thường vì sao vì tâm tình người già không vui vẻ họ có oán hận nói cách khác oán hận não nộ phiền chắc chắn họ không tránh khỏi họ không dám nói ra nói ra thì sao nói ra quý vị không chăm sóc họ nữa ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề rồi nên nói dám giận mà không dám nói khổn thiết bao Tâm tình như vậy Thì sau khi chết đi Chúng ta biết tất cả đều đoạn vào tan đồ Nếu như quý vị dùng tâm hiếu kính đối với họ Họ cảm thấy rất an vui Trong tâm không có mảy may oán hận Tương lai sau khi họ chết sẽ sanh thiên Đây là sự nghiệp gì? Cũng giống như nói kéo họ Từ trong địa ngục ngã quỷ lên Đưa họ lên thiên đường Đây là sự nghiệp thần thánh Vĩ đại nhất Sự nghiệp lớn lao nhất Trong kinh Phật giảng Ba loại bố thí Ba loại bố thí này quý vị đều phiên mãn rồi Quý vị xem Quý vị dùng thân thể chăm sóc người già đây chính là tài bố thí Bố thí nội tài Công đức lớn hơn người bố thí ngoại tài Quý vị có thể đem hiếu thuận Cung kính làm ra được Y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát để làm Là bố thí Pháp Người già oán hận tiêu trừ Từ trong ác đạo Nâng cao lên đến thiên đường Đây là bố thí vô ý ba loại bố thí này quý vị đều đang tu ngay ngay đều đang tu vậy quả báo của quý vị quý vị sẽ được giàu có sẽ được thông minh trí tuệ lại sẽ được mạnh khỏe trường thọ sự nghiệp như vậy không vĩ đại sao quý vị nói xem thế gian này có loại ngành nghề nào tốt nhất tổ chức viện dưỡng lãng là sự nghiệp tốt nhất nếu như quý vị vì kiếm tiền Hữu danh mà vô thực Đối với người già hoàn toàn không phải là tâm yêu thương mà chăm sóc họ Vậy là có tội lỗi đấy Là phúc hay là họa Đều ở trong một niệm mà thôi Một niệm chánh là đại phước báo Một niệm tà Đó là tai nạn đớn quý vị không chăm sóc họ những người già này tương lai lúc họ đoạn lạc không có người nào không oán hận quý vị điều là đang đi theo quý vị sự nghiệp này chúng ta không thể không biết quý vị thật sự nghĩ không rồi những lời trong kinh điển nói quý vị đều hiểu rõ rồi quý vị mới biết phúc hòa theo nhau tự làm tự chịu không có ai có thể thay thế được